Alo, mấy bạn nghe tiếng âm thanh được không? Alo, em coi cái bản so sánh anh Di với thằng Dưa Leo em mắc cười, y như trứng chọi đá, không được trứng nữa. Bây giờ anh đố em muốn biết tác giả của tấm hình huyền thoại đó. Em muốn biết ai là tác giả của tấm hình huyền thoại đó không? Em nhìn tấm hình, em chú ý về màu sắc, về ngôn ngữ, về giọng văn. Tấm hình đó nó không phải là chuyện bình thường đâu mấy em, đừng ngây thơ quá nha. Vì hồi trước Dưa Leo có làm về lạm phát, nó đưa ra một cái ví dụ tô bún bò 40k mà có thằng nhảy vô rảnh tiền mua 400k thì tô bún đó tăng lên 400k lạm phát. Vậy mà tối ngày coi kiến thức nè, rồi chảnh lấy 2 đô một tháng. Cái đó là ví dụ ngu. Cái ví dụ mà cái thằng nó nhào vô nó mua 400k, thằng đó nó bị khùng thôi. Với phần nó nhiều tiền quá thì nó mua thôi, liên quan tới chuyện lạm phát đồ điên. DL là gì? DL đang muốn cạnh tranh để trở thành Trương Quốc Huy thứ hai, chống phá, vào tù, ra khám, sang Mỹ rồi lại chống phá. Nói chung thằng đó nó ngu, nó bị gài thôi mẹ ơi. Chứ tao nói thiệt chứ mày, chắc nó cũng không ấy đâu, nó bị gài rồi. Cái kèo mà tao nói chung là tổng tổng đài chủ thiên địa hội mà bót bài BA cho 3 bài luôn, 3 bài hay 4 bài đó. Rồi xong rồi thêm mấy cái tướng quân ở dưới trướng nữa, toàn là bên hải ngoại không à, kinh lắm. Nên nó bị gài rồi, nó bị đám fan nó đưa về với chúa rồi mấy em. Bởi vậy ví dụ như thằng đó nó phải tỉnh táo nhanh vậy nè, đó nó phải tỉnh táo nhanh vậy nó mới thoát kiếp được, chứ thằng đó nó non. Anh nói thật, anh sử dụng từ nó non á, nó cuồng vong, nó ảo tưởng mà nó non quá. Mẹ từ từ cho nó Di Nguyễn Đam, Di Nguyễn Đam Trẩu. Tôi sắp ôi cái máy con thằng như lính này, Di Nguyễn Đam, máy con lính mà thấy không. Đây xin mời các bạn đến trang Di Nguyễn Đam. Di Nguyễn Đam nè, bạn phải dày mới được, mới tỉnh táo vậy mới mới được, mới ok chứ không mà toan á. Đây Di Nguyễn Đam à, kéo kéo đi, hình này hình quảng cáo đó, tập đứng coi nha bạn, hình quảng cáo thôi. Đây kéo cái cột rồi cho nó nhỏ nhỏ lại được không ta, không được hả, chạy đi mệt quá. Đó Di Nguyễn Đam thấy không, đây thấy bài này không, tôi ngồi tôi share cái bài này một phát một á, bạn biết không, bao nhiêu cái thằng leo con nó vô đưa pháo, nó vô nó tính tiễn tôi về với chúa bạn nè. Tôi cho bạn coi dài leo con comment nó ấn sườn lắm nha nè. Đó mà thằng chủ diễn đàn nó không thể hiện quan điểm là thấy bà nội nó rồi đâu rồi. Ủa chạy đóng tiêu ta, có cách nào coi bình luận nào mà mới nhất không? À đây chỗ này, đây à, gì như mới nhất đi, hình khỏi quan tâm đi, hình thì cũ rồi. Sao coi chỗ nào ta, à thêm bình luận lâu quá không coi bằng máy tính không biết bạn nè, không thằng này nè, không nó thấy nó comment ghê chưa. Cái này mà ví dụ như nó comment thì nó dễ tiễn chủ bot lên về với chúa lắm nè. Đây đó, thấy nó comment chưa, thấy nó comment chưa, một thằng để đó xong rồi tới còn nhiều thằng lắm đó, thằng này nữa nè đó, thấy này nữa không đó, không xong rồi nhiều nhiều lắm rồi. Thằng Sủ Nhi này nữa nè, thằng này thì nó ngu thôi chứ không có gì hết. Thằng này nó là đọc bài này mà nó không hiểu gì hết, thì thằng này nó ngu thôi chứ nó chưa có trẩu. Từ từ thằng này nữa nè, thêm thằng này nó cũng gà gà mờ nữa nè, bó tay cả báo đồ nè, nó thằng này gà mờ thôi. Đây nó thề không, thấy trong trong nhà của Di Nguyễn đó, trong nhà của Di Nguyễn đó mà nó comment như vậy đó, thấy ghê chưa. Bởi qua nó chơi nó công thành mà. Mấy gì đây, rớp 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 dài quá rồi, đâu đâu
rải hình nhiều dữ trời. Còn cái comment nữa đâu, từ từ chờ chút. Má nào chế ra cái còng, hai cái còng, cái bự cái nhỏ mới hài. Nè, thấy không? Nhi Jolie đọc báo riết chán, đọc báo riết nản nè. Rồi, gì nữa đây? Mấy cái đó thì nhỏ nhỏ thôi chứ có mấy cái nó ghê hơn. Dài quá ta, nhiều bình luận quá bạn thông cảm bạn. Đâu ta? Đó. Nhiều lắm mà sau nay giờ đi tìm lại không thấy, hay nó xóa bà rồi. Xóa bài rồi à hả? Chắc chạy đâu bà nữa. Thôi từ từ để kéo lên trên để duyệt lại. Dài quá ba ơi, lướt điện thoại nhanh hơn lướt con này lâu thiệt chứ. Ví dụ như vô cái phần phù hợp nhất thôi, đây phù hợp nhất. Thêm bình luận. Này đây nè, thấy không? Như con nhỏ quỷ này nó viết ghê chưa? Đó. Nó viết vậy đó các bạn. Xong rồi tôi là chủ, tôi là chủ chủ trang mà, lúc đó tôi có thức nên tôi phải vô tôi viết liền cái comment của tôi nè. Không, tôi phải vô tôi viết liền nè. Đó. Tôi chấn chỉnh liền chứ. Đó. Tôi nói là có comment thì có comment gì thì comment nha mấy chú. Mấy chú mà đam báo thì mấy chú là phe giặc đó. Và mấy chú chịu trách nhiệm. Tôi không đồng tình và không chấp nhận fan Duy Nguyễn mà đam Tú Bịch. Ok. Tuân thủ hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Tôn trọng cơ quan điều hành nhà nước. Rõ chưa? Đó. Nên tôi phải chấn chỉnh liền. Nên mấy thằng đó đó, nó ngồi đó bót sàm sàm gì đó. Leo con, leo tặc, leo chúa gì đó. Bót gì bót thì chịu trách nhiệm của cá nhân nó. Chứ không phải là Duy Nguyễn share một bài báo để cho tụi nó vô nhà Duy Nguyễn nó lộng hành. Để cho nó vô nhà nó Duy Nguyễn nó lộng hành nha. Còn các bạn đi qua nhà thằng kia các bạn coi đi. Thôi nó nát như tương. Chính cái đó mới chết. Hiểu chưa? Nó vô kia nó nát như tương. Chào tất cả các bạn. Duy Nguyễn đại diện cho người miền Tây thành công trên đất Sài Thành, khá hãnh diện cho người miền Tây. Còn ông Lưu Ly thấy yêu nước cực đoan quá không khoái lắm. Thì nói chung trời sinh voi sinh cỏ, mỗi người mỗi tánh bạn ơi. Thì trên cương vị là anh gọi là anh em cũng biết nhau qua cái mạng xã hội này á, thì Duy cũng lâu lâu cũng góp ý, cũng nói chung cũng khuyên giải để cho nó nói chung nó đã đỡ nhẹ nhẹ hơn. Thì Duy thấy là ở cá nhân của thằng cha Lưu Ly này á thì cũng có thay đổi rồi mà, so với cái năm trước đó ổng còn kinh khủng hơn nữa, mà dạo gần đây là thấy cũng đỡ rồi đó. Duy không có coi hết clip chứ không đánh giá được, nhưng mà Duy thấy là có một số clip là đỡ rồi, tức là cách nói chuyện bây giờ nó cũng có tình có lý rồi, có dẫn chứng có thuyết minh này nọ, chứ nó không có như hồi xưa. Hồi xưa thì gắt thiệt, hồi xưa thì nó cực đoan quá đó. Chỉ có một cái mà khuyên không được đó là đâm người này chọt người kia thôi. Cái đó tôi bất lực không ơi. Còn nói chung á thì bây giờ không biết nói sao. Trong cái cuộc đời này xác nhận á, là không phải là kẻ thù của nhau á, thì mình giúp nhau cùng tiến bộ thôi.
Giờ dân Mỹ khóc với tổng thống mới, có ở đâu khóc? Thấy bình thường khóc gì mày? Có mày khóc thì có. Ông Duy bữa dám đam thành phố Đà Nẵng nó hả? Đam hồi nào mày? Mày tối ngày mày xạo xạo không có đam hồi nào? Tết nay tôi về ăn Tết tôi mét bát Phúc nhé, bớt xàm đi ba. Mày gây qua hả mày? Gì đây? À, em đam chúng nó mà chúng nó nói dưa leo làm đúng pháp luật không sai. Em đưa ra dẫn chứng mà chúng nó không công nhận, trong khi nhiều diễn đàn người ta nói rồi công kích dùng nick ảo mà em không dám nói là nick này, sợ bị đánh report nick em. Thôi nói làm cái gì, đúng không, cái tụi chấp mê bất ngộ. Hơi đâu giải thích em ơi. Chúng ta không thể đi ngược lại số đông tại vì bọn chúng nó quá là đông. Thế thôi, kệ. Thân ai nấy lo, phận ai nấy giữ. À, Duy nói về quan điểm Sơn Tùng bỏ Thiều Bảo Trâm đi. Nói chung chuyện cá nhân của hai người đó thì để cho hai người đó tự giải quyết. Ok. Đúng không? Còn tụi em là cái gì có liên quan tới hai người đó không? Mà bay vô sồn sồn hoài. Thí dụ như bây giờ em phải được giấy ủy quyền hay là người thân gì đó của một trong hai người. Thì ok đó. Ủa tại sao mà bạn bỏ mình bỏ bạn đâu? Còn giới chuyện cá nhân của người ta. Tụi em thấy tụi em có nhiều chuyện không? Quá nhiều chuyện chúa luôn. Không biết nhà việc nhà của tụi em đã làm được chưa, đã rõ được hay chưa, cha mẹ tụi em cãi nhau tụi em có can được chưa hả, hay là cha tụi em cũng vợ lớn vợ bé bồ nhí tù lưa hột dưa hết mà tụi em đi ngồi đó nói mấy cái chuyện này, anh cảm thấy nó tầm bậy hết sức luôn nha, bậy bạ. Dạo này không đam thì Dương nữa hả Duy? Thì Dương đâu có vô đầu đam. Thì Dương phải vô mới đam được. Anh Duy có biết người Nga biểu tình vì Navalny không? Biết. Tụi nó lại gài á. Tụi nó ăn là tụi nó gài không, mày gài sao ra vé tập gym ở BBT 1 năm đi vậy nó mới men, hiểu không? Giờ anh hiền á chứ tới lúc anh nóng lên gài anh chửi cho nghe luôn. Golden Nguyễn bữa nay không thấy tham gia live nhỉ? Tao nói thiệt, mình live buổi tối bển bển nó ban ngày nó đi cạo móng ông ơi. Còn mình like ban ngày ở bển buổi tối nó đi làm về rồi nó mới vô. Hiểu không? À, nói chung anh có đọc được comment của em like Tấn Vũ nha. Nhưng mà em comment cao siêu quá. Tụi đây nó không hiểu đâu. À gì? Sao anh ngồi ở Việt Nam mà thích nói chính trị Mỹ vậy anh? Trong khi bên Mỹ nói chuyện Việt Nam anh chửi kỳ với anh. Là tại vì em là em nghiêu. Đúng không? Anh ngồi ở Việt Nam mà anh làm ăn với Mỹ, mang 1 năm anh cung cấp về cho Mỹ biết mấy chục triệu đô không, mấy chục triệu đô có trong ta thôi kệ biết vậy đi, ok mấy chục triệu đô thì bây giờ anh ngồi anh nói chuyện chính trị của Mỹ có hợp lý không các bạn? Quá hợp lý, tại vì mà ảnh hưởng tới túi tiền của tao thì tao nói thôi được không, có ý kiến cái cò gì không? Còn bây giờ ở bên Mỹ nói chuyện Việt Nam mà xuyên tạc đất nước, bêu xấu đất nước anh thì anh nổi máu điên đó, anh lên thì anh cũng nói lại vậy, tại vì tụi em đang dìm hàng Việt Nam của anh, đúng không? Em thấy anh tự hào trong cái màu áo đỏ sao vàng của đất nước Việt Nam, em nghĩ sao mà em người Việt Nam em dám dìm hàng tổ quốc của anh? Thì nói chung kèo nào em cũng thua hết trơn á, tại vì căn bản ở cái cuộc đời này á, em Nguyễn Duy này nè là em là em thua anh về mọi mặt, kể cả Facebook nữa, đúng không? Thua anh về kiến thức, thua anh về về địa vị xã hội, độ thua anh về về tầm Việt Mỹ AKBC các kiểu. Nói chung cái kiểu nào anh cũng chính danh mà hơn em hết nha. Comment có nít.
chục triệu đô mà vẫn ít ha anh. Nói chung anh không nói được, nhưng mà thôi mày biết vậy đi mày, đừng có hỏi nhiều nó mệt quá. Ý tao nói đối tác của anh làm toàn là Mỹ đế không á, thôi mốt anh quy ra container đi, đúng không? Một một năm mấy trăm container nó dập dìu về đây thì tự nhiên anh với Mỹ đế là tình cảm nó thân thiết rồi mấy em. Anh ở Việt Nam mà Mỹ nó thương anh hơn thương mấy em nữa đó, đúng không? Ví dụ như mấy em ăn welfare bên Mỹ chứ Mỹ nó coi thường em, còn anh Duy Nguyễn là Mỹ nó tôn trọng anh, nó thế mới đẳng chứ. Thế nhiều khi mình cũng ngại lắm mà. Từ ngày xem live xe, từ ngày xem Duy Nguyễn cảm thấy kiến thức tăng kinh tế chính trị mà nhờ sếp một phần tìm tôi, phần còn để có vốn cãi lộn với phản động hả? Bộ cãi lộn với phản động là niềm vui của em hả? Ra Tết em mua ủng hộ anh Duy, ra Tết bảo đảm hết hàng, tại vì còn có máy hủ à. À, gì 30 27 serving mà nặng thế anh, một ngày chơi 300 gram, ui ngày chơi cả ký là chuyện bình thường. Ta dân dân tập gym nó uống muscle, uống mát, uống ngày cả ký luôn đó, chứ đừng nói ngày có 300 gram, làm gì em, làm gì em uống sữa ông Thọ vậy em. Anh Duy chơi với Mỹ Đế 10 năm. Thế anh Duy bắt đầu kiếm tiền từ khi nào? Kiếm tiền từ lúc chơi với Mỹ Đế thôi em. Ủa đâu anh kiếm tiền nhiều rồi chứ, năm nay nhiêu tuổi rồi? À, năm nay 36, anh kiếm tiền năm 18 tuổi. Nói chung mà quý Phạm ơi, anh thấy em comment nãy giờ, nhưng mà em đừng có comment cái vụ leo tặc nữa em ơi. Em comment vụ leo tặc cái anh đọc lên rồi xong rồi mấy thằng đeo con nó vô nó nói là tối ngày cái chuyện của nó anh nôi lên nói hoài, nó cũng khổ cho anh đúng không? Nó khổ cho anh quá, tại vì bản thân á, thằng đó trong đầu anh nó chả là cái gì hết á, mà bây giờ cứ kêu cái tên nó ra nói hoài thì cũng kỳ quá. Giống như mình đang quảng cáo cho nó, mình đang PR cho nó, mình đang kiếm cho nó cái tích xanh, nó mới khổ vậy đó. Bây giờ anh Duy Nguyễn không hơn nó được cái gì hết á, anh Duy Nguyễn chỉ hơn được cái Facebook anh Duy Nguyễn có tích xanh thôi. Mà bây giờ em thấy không, hát bạch lưỡng đạo đó, PR toàn là báo lớn không à, PR cho nó ba bốn bài liên tiếp luôn rồi nó chạy tích xanh nhanh lắm. Bây giờ nó chỉ cần nộp đơn thôi, nó đang nộp đơn lên Facebook YouTube rồi đó, nó nè báo Nhân Dân khen tao nè ba bài luôn nè, ghê chưa? Xong rồi nè báo Người Việt, người người Việt bên hải ngoại khen ba bài nè, báo Việt Tân khen ba bài nè, là hết 9 bài rồi. Nó xin tích xanh cái một rồi sau này nó đam anh cái chết ngắt anh luôn, anh còn cái anh có thể nào tồn tại đến gầm trời này nó. Em nhìn đi nè, cái Facebook cá nhân của anh thua thua follow nó 200 mấy, anh có 100 mấy thôi đó. Rồi cái bay của anh cũng thua follow nó luôn, cái bay của nó tất cả triệu rồi. Rồi kênh YouTube nó cũng hơn luôn, bây giờ anh chỉ hơn được cái mỗi cái tích xanh thôi à. Nhưng mà anh thấy hoàn cảnh bây giờ báo chí rồi toàn là thứ dữ không à, đó, toàn là PR không à. Anh Duy Nguyễn được PR chỉ cùng lắm là VnExpress tuổi trẻ này, nói dân trí đúng không, Vietnamnet là hết. Mà anh Duy Nguyễn xin cái tích xanh này cũng cực khổ lắm mới có chứ không phải giỡn đâu em, phải xuất hiện mặt báo ầm 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 rồi mới lên được. Nên bây giờ em cứ nói vậy hoài, fan của nó tức là mấy thằng leo con nó sẽ vô nó là ừ, Duy Nguyễn bú farm đồ, anh Duy Nguyễn có cái tên nó lên nó hoài đúng không, mà kêu thằng kia thì nó cũng bị kẹt, mà kêu thằng leo tặc đó thì nó ghét, mà kêu thằng dưa leo quá là bia cho nó. Bây giờ kêu thằng gì giờ mà em cứ tư em vô nhà của anh mỗi lần livestream tối ngày sáng đêm cũng có 4 5 thằng nữa, tao nghi mấy này chắc leo con rồi, mấy thằng leo con nó gài leo leo cha vô để cho anh đọc xong rồi nó đem về nhà bởi nó thả. Nói tao kiếm đọc tao né nha. Anh Duy đẹp trai ơi, giờ khi nào thằng thằng leo giờ sửa thằng trèo được không? Thằng trèo đi nha, giờ đặt tên nó thằng trèo nha mấy bạn. Leo giờ hạ trèo, ok. Anh Duy đẹp trai ơi, giờ khi nào thằng trèo bị bế bỏ tù xong thì cấm nó mọi hoạt động văn hóa xã hội ở Việt Nam, cấm nó ra nước ngoài luôn. Nó mà đụng chạm tới nhà nước Việt Nam thì bỏ tù tiếp. Kiểu thằng đó tiệt đường sống, nó giống như thằng bị tước quốc tịch vậy, chứ ở tù xong trục xuất nó
đi qua Mỹ rồi nó lên YouTube nó xạo lờ như cờ hó, như vậy nó còn mừng. Mày ác dừa thôi mày ơi, tự nhiên mày đi trù con người ta vào tù ra tội là thấy là em mà siêu ác rồi, em là sống là rất là bất nhân. Anh không có muốn kịch bản đó. Thí dụ như giờ kịch bản nhẹ nhàng nhất đó, anh sẽ đưa kịch bản nhẹ hơn em bắt người ta vô tù là em thấy ác rồi đúng không? Em ác, em vì cái sự ích kỷ của em mà em ác đúng không? Thí dụ như không phải là mình ngồi mình nói chuyện về tù tù tội này nọ kia đúng không? Thứ nhất người ta nói là cái gì, một ngày ở tù bằng 100 năm ở ngoài, thì cái cảm giác của người ở tù người ta đã không thích rồi, không sướng rồi đúng không? Mà bây giờ nhà nước mình phải nuôi cơm tù nữa thì nó là tiền thuế của người dân nữa, thì vô dính vào một cái kèo đó mà hai bên đều không 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 có lợi ích, hai bên đều không sướng hết á, thì sao mà chơi? Mà chỉ vì được cái sự ích kỷ của em thôi. Nên anh Duy kịch liệt là không có đồng ý với cái tư tưởng, mà tư tưởng bắt cái tư tưởng của em á là hở một chút xíu là đòi bắt người ta ở tù. Nó tâm bậy. Bây giờ đơn giản á, chỉ cần xử lý nhẹ nhàng thôi. À bây giờ có luật an ninh mạng đúng không, này nọ kia đúng không, Facebook nó cũng muốn hợp tác với Việt Nam đúng không, thằng YouTube cũng muốn hợp tác với Việt Nam đúng không, xóa kinh thôi xong được rồi. Nó xóa kinh thôi, nhẹ nhàng thôi. Tức là bạn đó bạn sai ở đâu, bạn sai ở cái mạng xã hội thôi, tức là bạn sai ở những cái video và những cái lời lẽ của bạn thôi. Thì bây giờ xóa cái bay trèo đó, cái bay trèo hơn triệu đó, rồi xong rồi xóa cái trang cá nhân đó, rồi xong rồi rồi, 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 rồi xóa luôn YouTube đó. Cái đó là anh thấy nặng lắm rồi đó, cái đó là anh thấy nặng lắm rồi đó bạn. Anh bảo đảm với bạn đó là đủ rồi, chứ còn em mà em bây giờ em ác quá em đòi bắt bỏ tù rồi xong rồi phải thuê tòa án tới xử đồ này nọ, thẩm phán rồi rồi công tố viên này nọ, nó rất là nhiều người đúng không? Thì thay vì xử lý cái bản đó thì bây giờ người ta xử lý cái vụ án khác nó quan trọng hơn, nó phù hợp hơn đó. Còn nếu mà cái đó đó mà nặng quá thì thôi cũng còn được, cách nhẹ nữa. Cách nhẹ là bên 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 YouTube á, thì tắt kiếm tiền, không cho bật kiếm tiền trên bất cứ một cái video nào nữa đúng không, chặn luôn đồ này đồ nát gì đó, ok cái đó là nguồn tiền không xác minh được, chặn luôn, gửi thư qua bên nhà sản xuất chặn luôn nguồn tiền đồ nát, không cho đồ nát nữa đó. Rồi cái thứ ba nữa là thôi còn hai cái kênh bên Facebook đúng không, thôi đừng có xóa, để nó đi, bóp tương tác được rồi đó, bóp tương tác làm sao, tức là đăng bài lên không ai đọc hết đó, vậy cũng được rồi, để cho tao làm kỷ niệm ông ơi, ông ác vừa phải ác thôi. Theo Duy thấy á, cái đó đó là nó rất là nặng rồi bạn. Tại đối với một tâm lý, một người thích nói và một người sống trên cái mạng xã hội, thì họ là vlogger hay vlogger hay là youtuber hay là facebooker gì đó, thì một cái sự gì đó mà họ show up ra mạng xã hội đó thì họ mong muốn được nhiều người ta nghe, người ta like mình mới sướng. Và bây giờ bóp tương tác phát một là kể như rồi xong game luôn, là không ai coi hết, nó chán còn hơn gì nữa. Cái đó là kêu là ở tù online rồi chứ còn gì nữa đúng không? Cái đó là nó khổ lắm, như vậy là đã đủ rồi. Còn bên YouTube á, khóa kiếm tiền một cái một thôi là cũng như là buồn cô lũ luôn, là buồn cô lũ luôn, vậy được rồi hiểu không? Rồi thông cáo báo chí ừ đã làm những việc đó, tại vì đối tượng này liên quan tới này 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 ABC đồ đê đồ ép gì đó thôi, vậy về nhẹ thôi bạn. Chứ các bạn đừng có bao giờ mà kêu là ừ này phải bắt ở tù rồi này nọ kia để làm những cái vấn đề pháp lý mà lê thê tê mê làm sao, tốn công tốn của tốn tiền. Nó nên chúng ta sống là con người với nhau đó, chúng ta phải có lòng nhân. Lòng nhân là gì? Là không đạp người ngã ngựa, lòng nhân là không dồn người ta vô đường cùng đúng không? Người ta sai thì người ta chỉ cần sửa nhỏ nhỏ thôi là được rồi, chứ không phải là mình người ta sai là các bạn phải đưa ra một cái gì đó mà nó nghe thấy mệt mỏi quá. Thấy tôi thấy tù tội tòa án là tôi mệt.